Chiều nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Tập đoàn Việt Tèo tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác chuyển đổi số và xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2021-2025. Tham dự về phía lãnh đạo thành phố Đà Nẵng có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn. Về phía Tập đoàn Việt Tèo có Thiếu tướng Lê Đăng Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội. Năm nội dung hợp tác bao gồm hạ tầng kỹ thuật số, dữ liệu và nền tảng số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Theo đó, hai bên cam kết cùng phối hợp huy động nguồn lực, tăng cường hợp tác, hỗ trợ đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong các lĩnh vực quản lý, điều hành, phát triển kinh tế, xã hội, cung cấp dịch vụ công, phát triển kinh tế số, xã hội số, hướng đến xây dựng đô thị thông minh tại Đà Nẵng. Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Trinh khẳng định chuyển đổi số là động lực mới và là cơ hội để giải quyết các điểm nghẽn cũng như tạo đột phá trong phát triển thành phố đồng thời huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia công cuộc chuyển đổi số của thành phố lãnh đạo thành phố rất quyết tâm và đầu tư đúng mức cho lĩnh vực này đà nẵng đã đạt giải thưởng thành phố thông minh duy nhất việt nam trong năm 2020 và năm 2021 mới đây được bộ thông tin và truyền thông xếp đà nẵng đứng đầu nhóm tỉnh thành về chuyển đổi số năm 2020 và hôm nay việc ký kết hợp tác với tập đoàn Viettel là một trong những bước đi cần thiết quan trọng trên hành trình chuyển đổi số của thành phố. lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và tập đoàn Viettel tin tưởng việc hợp tác này sẽ đạt được nhiều kết quả thành công mới, giúp thành phố Đà Nẵng sớm hoàn thành mục tiêu về chuyển đổi số, góp phần xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị sinh thái hiện đại, thông minh và đáng sống.